Chụp được á chị. Em là em nhờ mấy cái đó thôi. Thiệt cái chứ. Em nhờ mấy cái đó thôi chị ạ. À. Với lại hồi xưa cũng chưa có cái nặng bụng đi. Bà chị em ngày xưa có mụn á chị kìa. Cái biết làm gì không? Lấy cái mũ đội che che lại. Che lại mà càng chán càng kinh chị. Lấy à? Cái tráng mà không lấy, có những cái da mà nó lấy còn tự thấy hài đó. Ờ. Da cái từ 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 ra đó. Trong mấy bữa cũng nhiều lá. Trong bữa nay cũng đỡ rất là nhiều. Ừ. Giờ này còn là có bệnh da nhiều, có mấy bữa bệnh mới. Cái này cái dấu gỡ nè. Cái dấu gỡ nè, không? Đó, lá. Không, em không dùng lực luôn. Nè, chị nhìn cái da nè. Nếu mà chị dùng lực chị nhéo là cỡ nó là tím thiệt liền. Cái chỗ này là chị biết rồi. Nhưng mà không hề chị thấy. Mà thấy bình thường không? Em không dùng lực luôn. Em biết cách ép cái hột mụn ra chị kìa. Đau lắm không cô? Đau không? Cũng bình thường. Cũng bình thường. Chỗ này là hơi đau nghe. Hai bên bàn tay là cũng đau chị. Nếu mình nhổ cộng lông cũng đau rồi. Nhiều đứa không chịu được đụng đến mặt. Cô bạn ấy, cô con, cô em á hả? Cô con nữa chứ, cái hầu. Nhưng mà bình thường đúng không? Đừng có mặt cả đâu. Gì đó làm chắc ba lăng. Hồi nãy ở đây nhìn qua là không thấy gì nha. Thôi đeo lên cậy. Vậy là biết phê rồi nhưng mà cũng không nghĩ là phê nhiều như đi. Cái này hôm nay cũng
đã sợ. Đấy. Còn cái góc tôi quay tôi quay. Ừ. Nhiều cái luôn, cái lên là sạch. Có máu của mẹ gì trơn. Thì đó sạch mà. Đi nhiều đứa mà nó đau mà nó quằn quại à, em nặng vẫn hết chị, từ khi mà không cho nặng nữa thôi chứ còn quằn quại cỡ máy đi chăng nữa em đây. Nghe nó vui nha. Năm cãi dạy như nhau này. Cái này mở lâu chưa? Dạ em làm thì cũng 4-5 năm rồi. Nhưng mà em về đây thì mới được 5 rưỡi à. Hồi trước em ở bên Liên Lý á chị. Giờ ở nhà đây hả? Dạ không, nhà em thuê luôn. Dạ. Em dạ. Nói chung là em chủ yếu là dạ, chủ yếu là người ta giới thiệu nhiều quá chị. Đường chị ở đâu là? Nguyễn Thọ nè. À. Không, Nguyễn Hữu Thọ đường có con lương đó chị. À, khó chịu lắm. Người ta họ khó tìm. Với lại là người ta đi chơi á, người ta không có đi đường đó đâu. Đường đó thì dành cho những người mà họ đi công việc thôi. Đây là lỡ. Dạ đúng rồi. Chỗ chị spa quá trình. À. Một cái spa công việc á. Ừ. Cũng làm nghe em đi đấy. Đứa mà không gái đó. Sát quá rồi ở bên trong đấy, trong mà mình ít đi vô nữa. Ừ. Này là mày yến ra một cái là yến. Có là bụng không biết nhưng mà có quá cả sẵn sẵn hết xa. Nặng đi xong rồi chút nữa là nặng giật sơ lại mấy cái nhỏ nữa chứ đâu phải đi là xong đâu. Đi chẳng qua là mình tìm mấy cái mà to to ấy. Mình quay cho nó sướng thôi. Đi chứ qua ngày mai là mặt lắng kiết liền, không dấu tích luôn. Không chích kim vẫn đỡ đau. Chưa sao nhỉ?